đứa nào ứ ứ nó hả, con đen phải không? Rồi một đứa lạc ngoài sân rồi kìa, một đứa lạc ngoài sân rồi. Ôi trời, vô trong nệm nằm không có tàn nhé không con. Quá trời dễ thương rồi, con nào cũng dễ thương hết. Con chó trắng xù đây. Về đây, về đây. Cái con mà đang đi gọi mẹ nó đó. Ôi, một đàn chó dễ thương quá. Quắt cái đuôi, quắt cái đuôi. Không có vô phòng mới tên nha mấy con. Hai đứa nhỏ kia là đi ra. Đi ra đây không? Con hãy tập tay đi đâu đó bé, đi đâu đó bé, đi đâu đó hả? Cậu con làm gì con khóng khóng vậy hả? Con khóng khóng gì đâu đó hả? Hả? Ừ, ừ, ừ. Con đen kia đi đâu đó, con đen kia ngoắc cái đuôi, là ngoắc cái đuôi, ngoắc cái đuôi. Ừ đúng rồi, ừ giỏi quá. Gì con nói gì? Ừ. Con nói gì? Ừ. À, con nói bắt một chép phải không? Kêu rồi đó. Tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng. Bên kia nhà khô hả qua ha. Còn chẳng như bằng đèn hè nhất, tôi còn